chăn nuôi bò thả, chăn thả. Đây bò đen, ba bơi bò đen, bài này 6 con, con bò con, con bò nhỏ, mấy bò lớn đứng nè, đây đứng đây, rồi bu mấy ảnh quá, mấy con đó, này bò đực, bò con nghé nghé bà bơi, thấy mình quay phim nó đi theo rồi. Chóc nó trôi, dạ không chịu ăn, không chịu ăn mà đi giỡn thôi, đứng đó đi lên hình quay phim, dạ đứng hết rồi, không chịu ăn là đứng. Làm miếng ăn à, đứng à, đi theo rồi. Bò này nó vàng đực à, tơ nè, ăn một chập qua rồi bây giờ nó không ăn, đứng không. Ba bê sình lầy, loại sình có mấy ruồi bu, ruồi bu nó khó chịu nữa, ruồi bu đi chăn thả tự nhiên, không có tốn chi phí nhiều, chỉ có tốn người đi chăn thả thôi. Mấy con này sắp sinh sản hết, sắp đẻ hết rồi nè, có bầu hết rồi nè, sinh sản ra là nhanh lắm, phát triển nhanh lắm, nuôi số lượng nhiều bò cái sinh sản phát triển nhanh, chứ nuôi ít ít thì hơi lâu, phát triển chậm nhưng nuôi nhiều, con này sinh sản, con kia sinh sản cái rất là nhanh. Giống bò này cũng đẹp, tròn, xương khung hình cũng to lớn. Mấy bầy hay mấy người ta bán cái sinh sản gà, cái mỏ đực, đực cỡ mét mấy gì đó, mét mấy cái là người ta bán. Không có nuôi nhiều, nuôi lâu, có khi để nuôi lâu để nó bán cái giá khác, giá này cao hơn. Giờ nó đi tiếp ạ, kéo nhau đi, đi ra ngoài kia, bò tròn quay, cái tròn quay, bò tròn như bò đực luôn, tròn quay. Thường mấy một cái giống mình thấy nó không có mập, nó ốm 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 thon thon, bò này là mập, mập tròn. Giờ đi ra, đồng cỏ bao la, tha hồ mà ăn. Chứ mùa mưa thì còn đỡ, mùa nắng á, nắng cỏ khô, nay là cỏ khô nè, cỏ khô thì ăn cỏ khô, mùa mưa thì nhiều, cỏ ăn rạo rạo, đủ thứ cỏ, ăn như cỏ rơm, một cái sinh sản, một cái giống, đứng đây ngay cái đường nước chảy, có cái cống đi qua, cái cống đi, kéo nhau đi, đi vô đi ra, gai quay gần vậy nó rõ, này nó phức. Phút cái mặt trời
cái đây đó, có cái chòi, có vườn mít đó, trồng mít. Đi bây giờ kéo nhau đi ra rồi. Đường nó đổ lên. Giờ nó đi không à. Đi lên. Đi tìm chỗ cỏ khác ăn. Ăn chỗ chán à, đi chỗ khác. Đi quá rồi, đi tốt bên kia. Đây cỏ, đây cỏ già không. Tới bên đây à, đây có mấy con đứng đây nè, khuất đây nè. Đó, đó bò con, bò ba bay con. Đây, vô tới đây đứng gom lại xa này một cái mà con đi trước đen, màu đen thui. Bò này cũng có bầu rồi, sắp đẻ luôn rồi. Mấy con này có bầu hết rồi, bụng mười bự hết rồi. Vậy cái chiều có 5 giờ cái người ta lùa bò về chuồng, lùa về cái nhốt lại. Nuôi bò sinh sản, bò nuôi vỗ béo người ta không có thả, nhốt con chuồng không à, nhốt con chuồng để cho ăn thức ăn, cho ăn cỏ thức ăn này kia. Giờ đứng ăn đây ba con. Bò nó màu giống nhau, có con này màu đen. Một cái bò sinh sản là mấy năm về trước mà lúc mà bò mà giá cao á, mấy một cái này cũng mắc tiền lắm á, tầm cũng khoảng năm đó 20 hay mấy triệu nó lên không á. Giờ thì giá nó hơi tụt xuống rồi. Cao điểm giá một giống mắc lắm. Này buổi chiều. Chiều nên nó mặt trời hơi tối tối ha. Cỏ giờ nó cũng khô. Khô còn mới lên, trời mưa xuống lên lại. Đi ăn chút là anh đi, anh heo ra heo đỏ heo bầy nữa, có con nào đi trước là anh đi theo, anh kéo anh đi hết. Đi qua bên kia. Đi. Sợ bỏ bầy nó đi theo hết. Rồi, đây xin chào anh chị, mấy bài hẹn gặp lại.